Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa tổ chức lễ khai mạc tuần hàng trái cây, nông sản các tỉnh, thành phố năm 2024. Với quy mô 70 gian hàng, cùng sự tham dự của khoảng 50 đơn vị doanh nghiệp hợp tác xã của Hà Nội và 15 tỉnh như là Hưng Yên, Sơn La, Phú Thọ, Hà Giang, Quảng Ninh, Nghệ An, Hải Phòng, Bắc Giang, Thanh Hóa, Đắk Nông, Bình Thuận, Lâm Đồng. Đây là sự kiện để quảng bá kết nối tiêu thụ sản phẩm trái cây, nông sản mùa vụ, đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu thụ sản phẩm, thực hiện hiệu quả kích cầu tiêu dùng, tăng tổng mức bán lẻ của thành phố, góp phần thực hiện tốt cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Với việc tổ chức tuần hàng trái cây, nông sản các tỉnh, thành phố nhằm góp phần kích cầu tiêu dùng nội địa, tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa, bình ổn thị trường, kết nối sản phẩm phục vụ các nhiệm vụ, sự cố đột xuất, tôn vinh sản phẩm hàng Việt, thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ hàng hóa trong nước theo chỉ thị 29 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời thúc đẩy kết nối sản phẩm, phát triển thương mại truyền thống, thương mại điện tử cho nông sản, trái cây, sản phẩm OCOP, giới thiệu kết nối sản phẩm Hà Nội và các tỉnh vào điểm OCOP, đại lý trên địa bàn quận Đống Đa.